Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi đến chương thứ 3 trong phần 2 trò chơi sinh tồn thuộc bộ truyện Câu chuyện của quỷ do Nguyễn Nguyễn là người sáng tác ha. Và lý do hai cái phần này nó cách nhau lâu như vậy là do mình cũng tính thu mà cách đây mấy hôm trước rồi. Nhưng mà giọng nó đang hơi khàn quá. Đến hôm nay thì mới trở lại được bình thường một tí. Cho nên là mình mới bắt đầu vào ngồi để mà thu video gửi đến cho mọi người. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nhiều nữa ha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của chương thứ 3 trong bộ truyện Câu chuyện của quỷ. Và như thường lệ thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn đừng quên là Nguyễn còn có một kênh kể chuyện ma có thật tên là Nguyễn Nguyễn. Đường link mình đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bộ truyện kinh dị Câu chuyện của quỷ phần 2 trò chơi sinh tồn. Chương 3 lễ cúng vong của ông Năm Chà. Đêm dài vô tận cứ lặng lẽ trôi qua y hệt như cách mà con tàu tử thần này nhẹ nhàng bị sóng nước đưa đi trên mặt biển đen ngòm. Dường như bóng tối và biển có một điểm chung là không ai biết được bên trong lòng nó đang chứa đựng những gì. Có những thứ tưởng chừng là lớn, nhưng đặt cạnh một thứ khác thì lại trở nên bé tí. Cũng giống như những chuyện tưởng chừng như rất lớn, nhưng khi tìm hiểu sâu vào thì lại phát hiện ra còn nhiều thứ còn khủng khiếp hơn cả trí tưởng tượng của con người. Con tàu vẫn đang trôi và đường về vẫn còn xa lắm. Trong phòng của anh Đào, Hoàng Mai đang nằm trên giường và đang dần chìm sâu vào trong giấc ngủ bên cạnh sự canh gác của Hoài Thu. Một lúc sau, đôi mắt tinh anh đấy từ từ nhắm lại, hàng chân mày giãn ra và rồi cơn mộng điềm báo lại kéo đến. Mai thấy mình đang đi bộ trong một con hẻm vắng. Hai bên là những ngôi nhà được xây dựng bằng đá. Không có đèn điện, mà chỉ có những ánh đuốc lập lòe. Những con người đi bên cạnh cô mặc một bộ vải màu nâu, dài từ trên xuống dưới và mũ choàng phủ kín cả đầu, tựa hồ như những hồn ma bóng quế. Cô đi theo họ đến cuối con đường. Nơi đó có một nhà thờ lớn cao bằng cả một tòa nhà 10 tầng. Những bóng người áo choàng nâu mở cửa cho Hoàng Mai bước vào bên trong. Phía xa xa, cô thấy có hơn một chục vị linh mục. Mỗi người tay cầm một quyển sách, miệng đang lẩm bẩm đọc cái gì đấy mà cô không nghe rõ. Dưới ánh đèn cầy lập lòe, Hoàng Mai tiến đến gần hơn thì cô phát hiện giữa vòng tròn các vị linh mục có một dáng người đàn bà đang quỳ rạp dưới đất. Hai tay bị cột chặt vào hai thanh sắt hai bên, đầu gục xuống, mái tóc xõa dài che kín cả gương mặt. Có cái mùi gì đó bốc lên. Các vị linh mục mở vòng vây cho Hoàng Mai tiến vào bên trong, gần sát bên người phụ nữ. Chị Di ơi! Chị Di ơi! Chị Di ơi! Đột nhiên, người đàn bà ấy cái đầu bỗng như bị ai bẻ ngược về phía sau chúc thẳng xuống đất. Xương như bị gãy, khuôn mặt bà ta chi chít những vết cào cấu và đôi mắt toàn là tròng trắng, chầm chầm nhìn thẳng vào cô. Mái tóc dài rủ rượi chấm tới đất và hàm răng nhọn hoắt đầy cái thứ dịch nhầy nhơ nhốt. Ngày ta trở lại là ngày những ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời, là ngày đứa trẻ đó được sinh ra vào cái giờ mà không ai ngờ tới. Khi kẻ đó chết đi, cũng chính là lúc những sứ giả của ta trồi lên. Những biểu tượng sụp đổ, những niềm tự hào rơi rụng, những con ngựa sẽ nằm yên dưới lòng biển sông. Các kẻ nhân danh sẽ quỳ xuống, và chính ta sẽ trở lại trên lưng những ngôi sao. Hoàng Mai hoảng sợ té ngược về phía sau. Tiếng kinh cầu của các vị linh mục vang lên liên hồi. Cô hoảng sợ bỏ chạy. Khi ra cửa nhà thờ, một cảnh tượng kinh hãi hiện lên trước mắt của Hoàng Mai. Lại một lần nữa, những ngôi sao đang gieo mình từ trên cao đâm sầm xuống mặt biển. Những dòng sông máu bao quanh lấy giáo đường. Những xác người trôi nổi trong những làn nước tanh tưởi. Những tiếng la hét, những tiếng khóc than,
những đám lửa cháy rực trên tháp chuông, tượng Chúa Giêsu sụp đổ, Đức Mẹ Maria đang khóc và những con rắn trườn bò trên các bức tường. Chúng đang tìm cách len lỏi vào ngôi nhà thánh. Địa ngục đây rồi, đây chính là địa ngục rồi. Bất chợt, một cánh tay đặt lên đầu của Hoàng Mai, rồi sau đó cô tỉnh lại trên chiếc giường lớn của mình. Mồ hôi nhễ nhại như tắm, và câu nói cuối cùng mà cô còn ghi nhớ được chính là: tên phản bội đến sau cùng, kẻ thủ ác mang hai bộ mặt, hai thân phận. Hắn rơi xuống mặt đất vào gần cuối mùa hè. Ngày hôm đấy, những bộ giáp sắt tắm trong máu tươi. Hoài Thu để Mai nằm trấn tĩnh lại. Cô bước ra ngoài ngó đầu về phía hành lang thì thấy anh Đào đang đứng nói chuyện với Mạnh Đạt, một người trong hội áo đen. Anh đi đâu suốt tuần quán giờ? Cô hỏi làm gì? Anh có biết là anh An đang bị thương không? Sao? An bị sao? Tôi vẫn làm việc một mình suốt tuần quán giờ. An toàn đi với cô thì làm sao tôi biết được? Nếu vậy thì có thêm thông tin gì chưa? Vẫn chưa. Nó khó hơn so với chúng ta nghĩ đó. Nhưng mà hiện giờ An đang ở đâu? Vừa dứt lời thì Hoài Thu tiến đến gần. Anh Đào ơi! Anh Đào quay ngoắt sang nhìn Thu, cặp mắt sắc như dao cạo quắc lên trong đêm tối. Chuyện gì? Mai lại lên con sốt hả? Hoài Thu ngơ ngác, mặt hơi khựng lại không hiểu cô bạn nói gì thì vô tình thấy anh Đào nháy mắt. Mai nó lại sốt rồi, phiền cô giúp một tay nha. Cô về phòng đợi tôi đi, tôi vào ngay, chườm khăn hạ sốt cho cô ta đi. Mạnh Đạt sau khi thấy Thu bỏ đi bèn hỏi: sao hai đứa con gái đó lại ở trong phòng của cô? Đứa con gái tên Mai bị sốt suốt từ tối qua, tôi vô tình biết được nên mới bảo nó sang phòng để tiện giúp nó một tay. Sao cô gan vậy? Cô có biết rõ danh tính chúng nó đâu. Nhưng mà cũng không thể thấy chết mà không cứu. Với lại á, chúng nó cũng chẳng làm gì được tôi cơ mà. Nhưng nhỡ đâu, cô biết trên con tàu này không chỉ có những quân bài mà còn nhiều thứ khác cơ mà. Thôi thôi, tôi tự biết tính, anh đừng nói nữa. Nhưng mà tôi chỉ lo cho cô thôi. Tôi vẫn đang ổn, thôi anh về phòng nghỉ đi, xem bộ dạng anh á, cũng không được tốt lắm đâu. Nếu vậy á, thì cô tự đi mà lo cho thân cô, tôi chẳng quản nữa. Dứt lời, anh Đào bước nhanh về phòng mình, nơi đó Hoàng Mai và Hoài Thu đang ngồi chờ sẵn. Xin lỗi Thu nha, ban nãy chắc làm cô sợ lắm. Không sao đâu, bình thường mà. Vì không muốn để cho Mạnh Đạt biết việc chúng ta đang làm nên mới phải thế. Nhưng chẳng phải đó là đồng đội của cô sao? Biết là vậy rồi, nhưng Đạt hay lải nhải nhức đầu lắm. Cứ để bên nào làm việc bên đó đi. Thế lá bạn ta đang giữ lại gì? Cũng như tôi thôi, mỗi anh An á, là lá có chức năng ẩn thân. Tôi hỏi thiệt nha anh Đào, bọn cô lên đây á, mục đích là gì vậy? Không phải tôi không tin, nhưng cuộc trò chuyện ban nãy, hình như các cô không đơn thuần là tham dự buổi hạ thủy du thuyền hoa sen như bọn tôi, đúng chứ? Anh Đào nhìn thẳng vào mắt của Hoài Thu và đáp: đúng, nhưng chuyện đó không quan trọng. Và vấn đề chính đi, Hoàng Mai, cô lại vừa được báo mộng gì đúng không? Mai gật đầu, gương mặt vẫn chưa thôi nét bàng hoàng. Giấc mộng kinh khủng lắm hả? Nào, bình tĩnh lại, kể mà tôi nghe xem. Mai hít một hơi dài, lấy lại sự tập trung rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ những sự việc diễn ra trong cơn mơ. Anh Đào nghe xong, đứng dậy tiến ra lấy ly cà phê rồi uống hết một ngụm lớn. Cô ta nói: manh mối chắc là nằm ở câu cuối cùng của vị linh mục. Nếu mà vậy thì còn những cảnh tượng ban đầu như là dòng sông máu nè, tiếng hét, xác người, rồi những con rắn và những vì sao rơi là ý gì? Các cô để ý xem, giấc mơ đầu tiên chỉ điểm bà Quyên cũng có những ánh sao rơi.
Giấc mơ lần hai cũng có những cảnh tương tự. Tôi đoán nó chỉ một việc gì đó chung chung. Còn cụ thể đối tượng nào thì tôi nghĩ là mấy câu cuối đó. Thế chúng có ý nghĩa gì? Kẻ thù ác đến sau cùng, mang hai thân phận, hai bộ mặt, rơi xuống trần gian vào cuối mùa hè, rồi những bộ giáp sắt tắm trong máu tươi nữa. Thú thiệt là tôi cũng chưa hiểu đâu. Kẻ nào mà lại có hai thân phận và hai bộ mặt? Hay là nó đang ám chỉ đến điều gì? Những cái hình ảnh ẩn dụ này thì chắc chắn rồi đó. Nhưng mà cái này hơi khó vì nó ít thông tin quá. Em Mai, mày có ý kiến gì không? Hoàng Mai ngồi đấy, gương mặt cô ta đăm chiêu. Ta đang nghĩ hay có khi nào nó ám chỉ đến một người đột biến nào hay không? Người có hai đầu hoặc là những cái người mà bị đa nhân cách. Đa nhân cách thì thiếu gì người. Vậy còn người hai đầu thì sao? Cái đó thì cũng có đó. Cũng tương đối là nhiều, nhưng điển hình nhất là một trường hợp của Edward, một người sinh ra trong gia tộc quyền quý bậc nhất nước Anh vào thế kỷ 18. Cậu ta là một người rất là điển trai, đúng chuẩn diễn viên điện ảnh thời đó. Nhưng đó là miêu tả về khuôn mặt thứ nhất mà thôi. Hoàng Mai, cô kể tiếp xem. Cái khuôn mặt thứ hai của anh ta mọc sau gáy thì khác hoàn toàn luôn. Một vẻ u ám, một cái mũi khòm, cái cằm dài nhọn và làn da nhăn nheo hệt bọn phù thủy mà trẻ con hay vẽ đó. Người ta nói rằng đó là gương mặt của quỷ, vì vào ban đêm, nó hay nói chuyện với anh ta về những điều kỳ lạ bằng một chất giọng ma quái. Tôi nhớ có lần đọc được thông tin về người này trên tờ tạp chí nước ngoài. Vậy mày có nhớ thông tin ngày sinh tháng đẻ hay cái gì liên quan đến những con số không? Không có thông tin gì đâu. Tao chỉ nhớ là cái đầu thứ hai luôn xúi dục cái thứ nhất làm những chuyện gian ác. Cuối cùng á, vì không thể chịu nổi nên ta mới uống thuốc độc tự vẫn năm 23 tuổi. Có mỗi vậy thôi thì đoán được gì? Tôi nghĩ lần này chẳng phải ghép số má như lần trước đâu. Còn chính xác là cái gì thì tạm thời chưa thể nghĩ ra được. Hôm nay là một ngày dài lắm rồi. Mới có 2 giờ rưỡi sáng. Thôi, hãy cùng ngủ đi. Anh Đào nói rồi lập tức đứng dậy, không quên dặn hai cô bạn chốt cửa, khi nào mình về sẽ dùng chìa khóa vạn năng mở sau, tuyệt đối không cho ai xâm nhập vào. Ngay khi Đào rời khỏi phòng chưa được bao lâu, Hoài Thu bèn đi lại chỗ vali hành lý của Đào và bắt đầu lục lọi. Mày làm gì vậy Thu? Mày có để yên đấy cho tao. Mà mày làm gì? Sao lại lục lọi đồ đạc của người ta vậy? Bộ mày không nghi ngờ gì hả? Nghi ngờ cái gì mới được chứ. Mày nghĩ đi, cô ta biết hết tất cả mọi thứ của bọn mình, nhưng mình chẳng biết được gì về cô ta hết, ngoại trừ cái tên. Ban nãy tao nghe thấy Đào hỏi thằng Mạnh Đạt á, là có tìm thêm được thông tin gì chưa, có biết được thông tin gì không. Rồi hôm qua giờ thằng Đạt đi đâu mà Đào cũng chẳng biết. Tao cam đoan đám người này á, bao gồm cả thằng An nằm bên kia, có gì đó mờ ám lắm. Thì cậu đã kêu á, có những thứ chúng ta không nên biết còn gì. Nhưng mà suốt tượng qua đến giờ, cô ấy vẫn theo sau và bảo vệ chúng ta cơ mà. Cô ta hợp tác quá tốt thì mày còn nghi ngờ gì nữa? Mày quên á, là còn lá cuối cùng là lá kẻ phản bội sao? Nếu cô ta là người giữ cái lá đó thì thế nào? Nói như mày á, thì có khi mày cũng giữ lá đó thì sao? Mày vừa nói gì? Tao là bạn thân của mày bao lâu nay mà mày lại nghi ngờ tao và bảo vệ một con nhỏ mày mới gặp hả Mai? Liên quan đến sống chết mà Thu, niềm tin đặt sai chỗ thì chết cả lũ. Nhưng mà nè, tao chưa hề nói một câu nào là tao không tin mày hết á. Tao tin mày và tao tin luôn cả Đào. Chúng ta đang phối hợp vô cùng ăn ý và tao không muốn có bất kỳ một sự nghi kỵ nào xảy ra giữa chúng ta cả. Bên ngoài kia đã không tin được ai rồi mà còn nội bộ thế này á, thì mày nghĩ kết cục sẽ ra sao hả? Nhưng mà... Tao nghĩ là mày nên dừng lại đi. Đừng có lục lọi đồ đạc của người ta đi. Và cũng dừng luôn cái tư tưởng anh Đào là kẻ phản bội. Hoài Thu im lặng, không nói một lời nào. Dường như lúc này cô cảm nhận rõ ràng hơn về sự thay đổi của đứa bạn thân, về sự khắc nghiệt của trò chơi ma quỷ này. Thu trả lại mọi thứ về chỗ cũ, sau đó tiến về giường nằm xuống bên cạnh Hoàng Mai. Cả hai im lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa dông vẫn đang đổ xuống từng cơn. Anh Đào ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Cô bước xuống rẽ phải hướng về phía phòng tranh, nơi mà cách đây đúng mấy tiếng trước, Diễm My vừa vung con dao cắt cổ bà Quyên chết tươi.
Vết máu vẫn còn lưu lại trên tấm thảm đỏ. Đào đang đứng trước bức họa có tên gọi là Vọng Nguyệt Thôn. Đưa tay lên chạm vào nó. Những ngón tay nhỏ nhắn miết nhẹ lên những lớp sơn dầu đã khô cứng, rồi khẽ thầm thì. Dì ơi, dì ở trong Vọng Nguyệt Thôn có nghe rõ lời con nói không? Con phải làm gì tiếp theo đây hả dì? Nói rồi, anh Đào lại lặng lẽ thở dài và rồi lập tức cô đi thật nhanh vào trong góc tường. Vì anh Đào nghe thấy có tiếng bước chân ai đó đang tiến đến khu vực này. Ẩn mình sau lưng mấy bức tượng, hé mắt nhìn ra bên ngoài thì cô bắt gặp Minh Hoàng đang đứng nói chuyện cùng với Văn Khoa. Chuyện đã đi tới nước này rồi á, thì cậu có nghi ngờ ai không Văn Khoa? Thú thật với cậu là tôi cũng chẳng có chút thông tin gì hết. Thì có quá, nhìn ai cũng đang giống như là đang nói thiệt á. Có một chuyện này, tôi nghĩ là tôi phải nói cho cậu nghe. Chuyện gì? Thật ra... Cậu đừng có ấp úng nữa, chúng ta không có thời gian đâu. Thật ra cái hôm mà cậu với ông Minh cãi nhau dưới tầng á, ngay chỗ trước khi mà ông Minh chết á, chính mắt tôi nhìn thấy lão Phước con dao dưới chân cậu. Cả tôi á, với cả cậu chủ Hiếu Hải đều thấy. Nhưng mà sao? Nhưng mà cậu Hải ra hiệu cho tôi là đừng nói gì hết, vờ như không biết gì hết. Thiệt thế sao? Nếu vậy thì... Tôi nghĩ lắm cậu ơi, tôi nghĩ cậu chủ là tử thần lắm. Cậu ấy thấy vậy, biết ông Minh là tử thần rồi nên mới kêu tôi giữ bí mật để bảo vệ đồng bọn. Thế sao phút chót á, cậu lại khai ra? Tôi cũng muốn sống lắm với cậu. Tôi làm vậy để bảo vệ cậu khỏi bị chết oan. Thì nếu cậu với lão Minh cùng chết á, đành rằng là sẽ bớt đi một tử thần. Nhưng mà cậu phải chết oan đó. Tôi không thể im lặng như vậy được. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Tôi quả thiệt là tôi không biết. Phận tôi hèn mọn là xấu xí. Nhìn tôi á, đã nghĩ ngay là người xấu rồi. Thì tôi có nói gì cũng không ai người ta tin đâu. Cậu bình tĩnh đã. Nè, nếu như ông Minh, bà Hà, bà Quyên là ba tử thần rồi, chỉ còn mình Hiếu Hải là song phe tử thần, và sau đó thì cần thêm một kẻ phản bội phải chết nữa là chúng ta có thể thắng đúng chứ? Dạ, đúng rồi cậu. Nhưng mà tự dưng bảo tôi giết người á, tôi thật sự là tôi không có dám. Chuyện đó kinh khủng lắm. Dạ, tôi đến đây chỉ để báo tin cho cậu vậy thôi. Bây giờ tôi phải quay lại trốn trong phòng của mình. Tôi không có dám ra ngoài gặp ai. Tôi cũng không dám gặp cậu Hiếu Hải luôn. Cậu ấy là tử thần. Cậu ấy biết là tôi nhìn thấy như vậy rồi chắc chắn là cậu sẽ giết tôi. Với lại mọi người chắc chắn là không ai tin tôi đâu. Ừ, anh cố gắng bình tĩnh nha. Về đi, tôi cũng về đây, kẻ có người phát hiện. Dạ, cậu nghĩ thử coi có cách nào không? Chứ tôi rối quá. Thôi, tôi đi đây. Cậu nhớ cẩn thận nghe. Nói rồi, Minh Hoàng và Văn Khoa đường ai nấy đi. Nãy giờ anh Đào đứng núp ở trong này nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Đợi một lúc lâu sau, cô leo ra khỏi chỗ trốn rồi đi thẳng lên lầu, hướng về phía phòng của Mạnh Đạt. Cô gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, nên bèn dùng chìa khóa vạn năng mở khóa. Bên trong tối ầm. Đạt đã đi đâu rồi nhỉ? Giơ tay tìm công tắc bật đèn. Căn phòng được thắp ánh sáng và Đào nhìn thấy trên tấm ga giường trắng có mấy vệt máu nhỏ nhỏ ở ngay mép. Chắc là máu của Mạnh Đạt rồi. Anh ta bị thương sao? Đảo một vòng xung quanh, cô nhìn ngắm mọi ngóc ngách thì tình cờ phát hiện ra trong thùng rác phòng vệ sinh có một tấm ga rô quấn vết thương dính toàn là máu. Phải có đến mấy cuộn như thế. Quái, anh ta bị thương nặng như vậy nhưng sao ban nãy gặp mình thì lại không nói gì? Cô làm gì ở đây vậy? Đào giật mình, quay lưng về phía sau thì thấy Mạnh Đạt đang đứng. Tôi gõ cửa mãi không thấy ai trả lời nên mới đi vào. Cô tìm tôi có việc gì? Trả lời câu hỏi này của tôi trước, mấy vết máu này là sao? Thương tích xoàng thôi, chứ có gì đâu. Xoàng là xoàng thế nào? Rõ ràng anh bị thương khá là nặng sao không chịu nói tôi biết. Đạt gắt gỏng. Đàn bà mấy cô lộn xộn lắm. Biết cái gì á là sẽ hỏi cho bằng được. Cô cứ lo vụ của cô, tôi lo việc của tôi.
Nếu anh nói như vậy thì tùy anh đấy. Anh có chắc là mình không cần thuốc chứ? Không cần, nó sẽ tự hết thôi. Mà cô sang tìm tôi giờ để làm gì? Thôi, không cần phiền anh nữa đâu. Anh nghỉ ngơi đi. Từ giờ tôi sẽ làm thay phần việc của anh. Tôi vẫn còn sống và chưa phải là kẻ vô dụng, cho nên là cô dẹp cái kiểu ăn nói như thể là tôi là người tàn phế đi. Tùy anh thôi, nhưng mà tôi không muốn thấy anh chết đâu. Trả lời tôi một câu hỏi, con tàu này á có đúng là bị ma ám không? Đạt không nói mà khẽ gật đầu rồi lập tức đi lại giường ngủ. Anh ta nằm dài xuống, hít một hơi đầy, tay đang ôm bụng, mặt nhăn nhăn nhó nhó, hình như là cơn đau từ vết thương bên trong cơ thể đang tái phát. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Cẩn thận con bé Hoài Thu đó. Tôi biết rồi, anh không phải lo đâu. Tôi với nó đơn thuần chỉ là cứu giúp, chứ không có gì cả. Dù sao cũng xin cảm ơn vì lời nhắc nhở. Đào mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng của Mạnh Đạt. Lúc này là hơn 4 giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn chưa ngừng giáng những tia chớp hung tợn xuống mặt biển dậy sóng. Cảm giác không biết được đâu là ngày, đâu là đêm thực sự đáng sợ hơn là chúng ta tưởng nhiều. Đôi khi cứ sợ ánh nắng mặt trời, nhưng khi thiếu mới biết thế nào là không còn sự sống. Hoàng Mai đang ngồi trên giường, tay liên tục dở trong vô thức những trang sách mà cô mang theo, mong tìm được chút thông tin nào đó. Các thể loại tài liệu lịch sử văn hóa Việt Nam, rồi thế giới dày cùi với hàng tấn thông tin khổng lồ. Tuy nhiên việc tìm đúng thứ mình cần cũng giống như việc mò kim đáy bể. Đặc biệt những lúc này, thời gian là điều gì đó xa xỉ vô cùng. Có tìm thêm được gì không? Hoàng Mai lắc đầu mà mắt vẫn dán chặt vào mấy cuốn sách. Hay cô ngủ đi, để tôi tìm thay cho. Chứ kiểu này sợ cô sẽ chết vì kiệt sức đó. Không sao đâu anh Đào, tôi vẫn ổn mà. 7 giờ sáng rồi. Hay tôi tìm cho cô cái gì ăn nha. Cô đã thức suốt đêm qua rồi còn gì nữa. Đạt nói đúng đó. Hay đi xuống bếp đi. Nấu cái gì đó ăn tử tế cho lại sức. Dứt lời, cả hai lôi Hoàng Mai ra khỏi giường. Toàn ghé phòng của Diễm My kêu cô ta đi ăn cùng. Nhưng gõ cửa mãi mà không có tiếng hồi đáp. Chắc nó vẫn còn ngủ. Thôi kệ nó đi. Để lát mang lên cho nó ăn sao cũng được. Mình cứ xuống dùng bữa trước đã. Ừ, thôi đi. Biết đã ăn xong á, mình lại nghĩ ra được chuyện gì đó hay ho thì làm sao. Thôi, hai cô đi trước nha. Tôi vào phòng xem anh ăn thế nào đã rồi xuống sau. Không phải đợi tôi đâu. Ừ, được rồi, vậy bọn tôi đi trước. Dứt lời, anh Đào mở cửa vào trong thì bất chợt cô thấy hình như bàn tay của An đang cử động. Chạy đến bên cạnh nắm chặt lấy tay An, cô khẽ gọi. Anh An, anh tỉnh dậy rồi hả? Đôi mắt màu xanh nước biển ấy khẽ nhúc nhích rồi hé mở dần dần. Đôi môi mấp máy hệt như trước lúc anh ta ngất xỉu. Anh muốn nói gì? Nói em nghe xem nào. Ngón trỏ của Hoàng An động đậy và dùng nó vẽ vẽ trong lòng bàn tay của anh Đào. Một hình gì đó, một ký hiệu gì đó thật chậm rãi. Và ngay khi kết thúc nét cuối cùng thì toàn thân Hoàng An một lần nữa trở về trong trạng thái bất động. Anh ơi! Anh ơi! Cậu ta ngất đi rồi. Đào rờ tay lên trán thì thân nhiệt vẫn ổn định. Nhưng lý do vì sao An không tỉnh lại thì chắc chắn chỉ có mỗi mình Đào là người nắm rõ nhất mà thôi. Đứng dậy, kéo tấm chăn phủ ngang ngực An rồi quay lưng bước ra ngoài. Nhưng khi gần đến cửa thì bỗng anh Đào thấy Hoàng Mai đang đứng ngay trước cửa phòng. Ủa, sao cô chưa đi? Nhỏ miệng thôi, đi ra đây rồi nói. Chuyện gì vậy? Có việc gì? Nè, ban nãy đang đi giữa đường thì tôi thấy lạnh quá mới quay lại tính lấy cái áo khoác. Nhưng đang được tới nửa cầu thang thì bất ngờ tôi thấy Hiếu Hải, chủ tịch tập đoàn Hải Dương bước vào phòng của con Diễm My đó. Ủa, sao hắn vô được? Con Diễm My mở cửa cho hắn. Vậy sao nãy mình gọi nó không có phản ứng gì ta? Vậy mới đáng nói chứ. Cô có nhớ hôm qua không? Lúc bọn mình phát hiện ra xác của thuyền trưởng chết dưới tầng hầm á, mình đã nói với nhau điều gì không? Nhớ, người giết ông thuyền trưởng là người quen của ông ta. Và theo lập luận thì tên đó chỉ có thể là Đoàn Hiếu Hải, đúng chứ? Thì đó,
Nhưng vấn đề là hắn với con My qua lại với nhau từ lúc nào? Cái này thì làm sao tôi biết được? Có khi nào? Anh Đào ngập ngừng. Cô nghi ngờ Diễm My hả? Nghi ngờ cô ta là tử thần. Mãi nói một lúc thì cả hai đã đến được khu vực phòng ăn. Ở đó có Hoài Thu, ông bà Năm Trà và cả Văn Khoa. Cả thảy mấy người họ đang tự nấu đồ ăn trong bếp. Nè nè, ăn đồ bên này nè. Sao vậy? Ta có nấu tí súp với thịt bò. Ở trong ngăn đông còn nhiều lương thực lắm. May á, Thủy Tu Đoàn mất tích rồi nhưng đồ ăn thì vẫn còn nguyên vẹn chứ không chết mẹ cả lũ đó. Nhưng mà sao phải ăn riêng? Mày tin được mấy người bên kia không? Hay mày muốn bị đầu độc rồi sùi bọt mép? Nhưng mà ông bà Năm Trà với cả Văn Khoa đã được xác nhận là người vô tội mà. Hoài Thu ngắt lời. Thôi, cứ vậy cho chắc ăn đi. Phụ tôi mang đồ ăn ra kia. Cả bọn chọn một cái bàn nằm ở góc để tiện bè nói chuyện. Mai thuật lại câu chuyện vừa rồi cho Thu nghe và tiếp đó anh Đào chen vào. Có chuyện này mà tôi chưa kể cho các cô nghe đâu. Hôm qua, lúc tối hôm qua nè, tôi vô tình nghe lén được á, là Minh Hoàng và Văn Khoa nói chuyện với nhau đó. Nói gì cơ? Họ nói với nhau về Hiếu Hải. Hai cô còn nhớ vụ con dao của Lão Minh và Văn Khoa không? Hoàng thì kêu á, là chính mắt Hoàng nhìn thấy, nhưng Hiếu Hải lại can ngăn, không cho anh ta nói ra sự thật. Vậy có nghĩa là suy luận của chúng ta trùng khớp đó chứ? Cái thằng Hải đó, nó là tử thần. Nó thấy mình muốn giết ông Minh nên nó mới bảo vệ ông ta, đúng không? Hoàng Mai đăm chiêu một lúc rồi nói. Tôi vẫn thấy có cái gì đó không đúng lắm. Nếu như phân tích nãy giờ đó, thì có nghĩa Minh Hoàng cãi lời Hải để cứu Khoa. Nhưng việc đó đồng nghĩa với cậu ta biết chủ của mình là tử thần đúng chứ? Ừ, đúng. Vậy thì tại sao Hải vẫn để cho Hoàng sống? Nếu là tao á, tao sẽ giết quách cái thằng Hoàng cho đỡ rách việc, đúng không? Ừ, mày nói cũng hợp lý đó. Có thể là Hải sợ. Tại vì nếu đứng ra vạch mặt Lão Minh á, thì các tử thần khác sẽ biết Hải không thuộc phe của chúng và sẽ ra tay giết cậu ta thì sao? Ừ, cũng đúng ha. Đâu phải ai cũng dám đứng ra tố giác trong khi chẳng biết đồng minh của mình là ai. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là có cái gì đó sai sai. Vì sao Hải lại làm vậy cơ chứ? Nói chung tôi thấy đám người đó không tin được thằng nào đâu. Hoàng Mai khẳng định một câu chắc nịch và Hoài Thu nói. Bây giờ cả con My cũng dính vào đám đấy. Thật sự là ta không biết phải thế nào luôn đó. Mày bình tĩnh nghe ta nói nè Thu. Cả Đào nữa. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ xem liệu mình có bỏ sót manh mối nào không? À, có một manh mối đó. Anh Đào lên tiếng. Ban nãy anh An tỉnh dậy, anh có vẽ lên lòng bàn tay tôi một ký hiệu. Ký hiệu gì? Ký hiệu một hình ngôi sao năm cánh. Hoàng Mai đáp lời. Vậy là giống hệt ký hiệu ông thiền trưởng để lại trên bản danh sách thành viên, đúng không? Chính xác. Nếu vậy thì có nghĩa là An đã biết hung thủ là ai và suýt nữa bị hắn ta sát hại nếu không có Thu đến kịp. Có thể là vậy đó. Nhưng anh An lại ngất xỉu nữa rồi, chẳng biết được gì thêm. Mà nè, chưa ai biết vụ sát ông thuyền trưởng đúng không? Mai trả lời. Đúng rồi đó, tao khóa trái cửa rồi, chẳng ai vô được nữa đâu. Trừ phi có cái chìa khóa vạn năng khác ngoài cái của Đào lấy. Mà nè Đào, cái này tôi phải hỏi thiệt cô nha. Hơi mất lòng á, nhưng mà mục đích thật sự của các cô đến đây để làm gì vậy? Chúng ta đã là một đội mà cô cứ ấp a ấp úng hoài à? Hành tung bí hiểm như thế thì sao chúng tôi tin cô 100% được? Tôi nghĩ có nói ra thì cũng chẳng làm được gì đâu. Cô không thử sao biết. Cái mật mã tử thần đầu tiên là cho tôi giải được, chứ cô với ông Mai cũng có biết gì đâu. Ba cái đầu chụm lại phải hơn cái đầu chứ. Anh Đào suy nghĩ một lúc, móc trong túi áo nhỏ đeo trước ngực ra điếu thuốc, rồi bắt đầu châm lửa. Thú thiệt á, bọn tôi đến đây vì nhận được tin báo sẽ có chuyện xảy ra trên con tàu này. Tôi, An và Đạt đến đây để ngăn cản chuyện đó xảy ra. Ý cô là có người đã báo trước cho cô biết về trò chơi sinh tồn này hay sao? Ừ, đúng rồi đó. Người đó là ai? Tôi không thể nói được.
Các cô chỉ nên biết tới đó thôi. Thấy thái độ của anh Đào, Mai hỏi: Đào nè, thế cô điều tra được gì chưa? Chưa, nhưng tôi có thể cam đoan một chuyện rằng á, con tàu này chắc chắn không phải lần đầu tiên được hạ thủy đâu. Cả đám giật mình trước câu nói của anh Đào. Vì sao cô nói điều đó? Mai, cô nhớ hôm ở phòng thuyền trưởng không? Cô bắt gặp cái gì cô nhớ không? Ý cô là phong hai đứa nít đó hả? Hoàng Mai trùng mình khi nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua. Làm sao cô quên được cái cảm giác hãi hùng khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng hai đứa con nít cứ ẩn ẩn hiện hiện bên cạnh cái xác đầy dòi bọ bu bám của ông thuyền trưởng cơ chứ. Chính hai cái vong hồn đó còn xô cô ngã rồi nắm hai tay cô kéo đi. Chúng còn đập đầu cô vào kệ tủ cơ mà. Cái giọng cười và câu nói cuối cùng của chúng nó: cái công lại bị bắt rồi, phải trốn thôi. Nó thật sự khiến cô muốn ngất đi vì kinh hoàng. Có cả chuyện đó sao Mai? Có đó, ta tận mắt thấy mà. Tôi cũng thấy. Anh Đào lên tiếng: thế sao lúc đó cô lại không nói? Theo cô á, chả lẽ tôi lại nói cho cô đã sợ còn sợ thêm hay sao? Mày để yên cho Đào kể tiếp coi. Thực ra không phải mình cô bị dọa đâu, cả Văn Khoa cũng bị. Cái hôm mà tôi đi cùng với anh ta xuống tầng hầm B2 mở công tắc điện đó, hắn cũng bị mấy cái vong nít dọa cho tím tái mặt mày. Mấy cái vong con nít đó chúng nó dụ anh ta chạy theo xuống tầng hầm rồi bắt đầu chơi trốn tìm. May tôi xuống kịp chứ không một mình anh ta ở dưới chắc đứng tìm mà chết rồi. Anh Đào rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: có thể các cô chỉ nghĩ cái thứ mà chúng ta đang mắc kẹt, trò chơi sinh tồn này chỉ là một thể loại đấu trí giết chóc, tìm ra kẻ thắng người thua. Nhưng thực ra sự thật còn kinh hãi hơn nhiều. Các cô đã bao giờ nghe đến vong hồn chưa? Tức là linh hồn của những người đã khuất, không đi đầu thai siêu thoát mà ở lại nơi mình chết. Để làm gì? Để lôi thêm người chết cùng mình. Trong tất cả các đạo giáo nào cũng có những thế lực ma tà riêng của nó hết. Như bà tôi ngày xưa hay kể rằng, ở mấy vùng biển hay vùng sông hồ sông suối, nếu có người chết oan mà chưa siêu sinh thì họ sẽ núp dưới mặt nước mà quan sát chúng ta. Chỉ cần có cơ hội lập tức, những hồn ma đó sẽ trồi lên và kéo người sống xuống chết cùng. Hoàng Mai nghe đến đây lập tức hiểu ý của anh Đào muốn nói. Ý cô là vong của những đứa trẻ đó đã chết trên con tàu này từ trước khi nó cập cảng đúng không? Chính xác, thậm chí còn chết từ rất là lâu nữa là đằng khác. Tôi nghĩ là những cái chuyện này có dính dáng với nhau đó. Hôm qua khi bà Quyên chết, bà có nói một câu là lịch sử sẽ lặp lại, con tàu này rồi sẽ nhuốm đầy máu. Nó hoàn toàn khớp với điều mà cô vừa nói đó. Hoài Thu chen vào: vậy bây giờ có hai thứ chúng ta phải tìm hiểu song song. Một là lịch sử của con tàu này. Hai là tìm ra các tử thần để chiến thắng trò chơi. Anh Đào à, cô còn biết được thông tin gì nữa không? Anh Đào đứng dậy, ra hiệu cho hai cô bạn bước ra khỏi phòng tiệc rồi cùng nhau tiến về thang máy, ấn nút nhấn xuống tầng B1 rồi băng dọc dãy hành lang tối om. Cô đi đâu vậy? Đào giáo giác nhìn xung quanh, cảnh giác coi có ai khác đang đi theo mình hay không. Xong rồi cô móc trong chiếc túi chìa khóa, tra vào ổ và mở toang cửa phòng ông thuyền trưởng. Cái mùi xác thối phân hủy xộc lên làm cả đám suýt nữa thì nôn hết đồ ăn. Chỉ có chút xíu nha. Anh Đào lần mò mở công tắc đèn lên, đóng chặt cửa lại và bắt đầu nói: mọi người nghe nè, các cô có nhớ là cách đây khoảng độ 15 năm trước có một vụ mất tích tập thể không? Bài Thu và Hoàng Mai nhìn nhau ngơ ngác, cố vặn lại trí nhớ trong khi cô bạn mặt đầm đỏ đang lục tung các hộp tủ tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó. Cô nói là sao? Vụ mất tích tập thể cách đây 15 năm. Đúng rồi, các cô không biết vụ án đó hay sao? Mà thôi cũng đúng, lúc đó tụi mình còn nhỏ quá, không phải ai cũng biết đâu. À, tôi nhớ rồi. Hoàng Mai reo lên: có phải là vụ án năm đứa trẻ con mất tích vào trung tuần tháng 6 năm 2003 đúng không? À,
Tao cũng biết vụ đó đó. Tao có được nghe ba má tao kể lại. Đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra được tung tích của năm đứa trẻ con xấu số đó. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì? Có thể là chúng nó chết trên con tàu này nè. Một tiếng sấm chớp nổ ngang trời. Một đợt sóng lớn đánh mạnh vào bên mạn phải làm con tàu rung chuyển dữ dội. Ba cô gái cũng vì thế mà té đập người vào cái kệ sách lớn. Lúc Hoàng Mai đứng dậy, cô bất giác nhìn qua cánh cửa sổ bằng kính thì bất ngờ. Bất ngờ mà nhìn thấy thấp thoáng đằng xa, một con tàu đang trôi giữa mặt biển, ẩn hiện theo từng làn sấm chớp nhá lên. Một con tàu cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc gần hết. Và Mai thấy rõ, ở đầu tàu có chạm khắc hai chữ HS. Có cái gì ngoài xa kia kìa? Là một con tàu, một con tàu. À, đúng rồi, anh Đạo có nhìn kìa, có một con tàu ngoài kia kìa. Một con sấm lớn ập lên lớp kính cửa sổ, những giọt nước làm mờ tầm nhìn của cả ba và nhấn chìm luôn cả chiếc tàu lạ ngoài xa. Ủa, tôi mới nhìn thấy nó mà, giờ nó đâu rồi? Anh Đào lên tiếng. Thôi, không phải tìm nữa đâu. Vì sao thế? Biết đâu trên đó có người, họ cứu được chúng ta thì sao? Làm gì có ai trên đó? Hoàng Mai ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Đã nói đúng đó, không có ai trên đó đâu Thu. Sao mày biết? Tuy ta không thấy được rõ chính xác chi tiết con tàu đấy, nhưng ta có thể cam đoan đó là mẫu tàu đời cũ, dựa vào hình dạng tổng thể và các cột khói. Mẫu tàu đó cách đây ít nhất là phải hơn chục năm rồi. Giờ người ta làm gì còn sản xuất nữa? Ý mày là? Nó là con tàu ma đó. Anh Đào lên tiếng nói thêm. Mấy vụ này cũng không phải lần đầu đâu. Trong lịch sử đã có rất nhiều trường hợp ghi nhận. Thi thoảng vào những đêm trăng rằm hoặc một ngày cố định nào đó, những người dân đi biển sẽ bắt gặp những con tàu đã bị đắm hoặc bị mất tích từ rất lâu. Những con tàu ma bỗng nhiên xuất hiện dưới những cơn mưa. Chúng trồi dậy từ dưới mặt biển hoặc đi ra từ đám sương đêm. Chuyện bình thường mà. Có cả những chuyện như vậy sao? Những chuyện xung quanh chúng ta đã quá kỳ lạ rồi. Trên đời này á, chuyện quá gì cũng có thể xảy ra cơ mà. Như chuyện chúng ta đã bỏ sót một manh mối đây nè. Dứt lời, anh Đào móc từ trong hộp tủ thứ hai, từ trên đếm xuống ra một quyển sách bìa trắng dính đầy máu khô. Ngăn đầu tiên chính là nơi hôm qua họ tìm được bản danh sách có ký hiệu ngôi sao năm cánh. Anh Đào lật lật quyển sách, ngay trang đầu có ba dấu ngón tay in trên giấy trắng bằng máu. Bên trên có dòng chữ: tri thức là đường dẫn đến sự thật. Và trang cuối thì đã bị ai đó xé đi mất. Sáng nay khi anh An vẽ ký hiệu trên tay tôi mới sực nghĩ ra là có khi nào anh ấy phát hiện được có cái gì đó ở dưới này không. Nhưng chưa kịp nhắn tôi thì đã bị tai nạn. Làm sao mà An vào được cái chỗ này, cô đã khóa cửa? Tôi tìm thấy hai cái chìa khóa tổng trong phòng quản lý của tàu. Tôi đưa cho An một chiếc. Tri thức là đường dẫn đến sự thật. Câu này có nghĩa là gì? Cả ba dấu ngón tay máu kia nữa. Vì sao không áp hai ngón, một ngón, bốn ngón mà lại là ba ngón? Khoan hãy nghĩ đã, rời khỏi đây, về phòng đi rồi nói tiếp. Dứt lời, cả ba nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lối thang máy mà lên lại trên lầu 3. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Minh Hoàng và Hiếu Hải đang đứng chờ sẵn. Thái độ của bọn họ có vẻ gấp rút lắm. Các cô, tầng 2 xảy ra chuyện rồi. Ông bà Năm Trà, ông bà đang làm gì ở dưới phòng tiệc đó? Ông thôi đi Năm Trà, giờ nào rồi mà ông còn làm trò khùng trò điên vậy hả? Bà tránh ra, tôi làm việc này không phải là cho bản thân tôi, mà để cứu thằng con mình. Trời, ông điên vừa tôi Năm Trà, ông ngừng lại đi. Năm Trà lôi cái bàn gỗ dài ra giữa phòng, bày biện đồ đạc nào là nhang đèn lư hương cùng mấy con hình nhân. Những thứ này ông đã đem theo từ dưới quê. Ông tính làm gì vậy ông Năm Trà? Minh Hoàng hỏi. Trừ ta. Ông bị điên rồi hả Năm Trà? Bà Năm hét lên, ra sức ngăn cản ông Năm nhưng bị ông hất ra. Trời ơi, bà để yên cho tôi đi mà. Khoan đã ông Năm, ông nói trừ tà nghĩa là sao?
có cái gì mà ông trừ? Trên tàu này có nhiều vong lắm, có nhiều vong trẻ con lắm. Tối hôm qua, chúng nó lẻn vào phòng tôi. Chúng nó... Ông Năm Chà bắt đầu kể lại sự việc diễn ra vào tối hôm qua. Khi ông đang ngồi niệm chú trong phòng thì bất chợt ông nghe thấy có tiếng bước chân đi qua đi lại. Ông nhìn giáo giác xung quanh thì không thấy ai hết. Bà Năm Chà thì vẫn đang nằm ngủ trên giường. Cửa thì khóa trái. Ông còn kê cả cái tủ để tránh người phá khóa đột nhập. Tự nhủ rằng mình nghe nhầm, nên ông tiếp tục việc niệm chú. Ông nói ông không niệm kinh Phật, mà niệm một loại theo đạo của riêng ông. Đang yên đang lành thì tiếng bước chân lại vang lên tiếp. Năm Chà, niệm chú chi vậy Năm Chà? Ai đó? Năm Chà, đi bỏ mấy con heo ở dưới quê ai cho ăn vậy Năm Chà? Mày là ai? Là đứa nào? Vong linh ở đâu? Dám tới đây chọc phá tao? Năm Chà, con của Năm Chà là kẻ giết người đó nha Năm Chà. Mày nói tào lao cái gì vậy? Mày còn quỷ nhỏ mày trốn ở đâu? Ra đây nhanh coi! Tiếng nói cứ văng vẳng phát ra từ hai bên. Âm thanh quái lạ y hệt từ âm ti vọng về. Rất gần mà cũng rất xa. Cảm giác vô định như đang một mình đứng trước biển và nghe cùng lúc rất nhiều người gọi tên làm mình mất phương hướng. Năm Chà! Năm Chà! Năm Chà! Bọn mày ở đâu? Ở đây nè Năm Chà! Năm Chà ngước đầu nhìn lên thì trời đất ơi! Có 3-4 đứa con nít đang treo ngược người trên trần. Mái tóc dài xõa xuống cùng gương mặt trắng bệch dính đầy máu. Hai hốc mắt sâu hẳm không thấy con người. Hàm răng sắc hệt loài dơi và chúng bắt đầu gieo mình rơi xuống người của ông Năm Chà. Chuyện là như vậy đó. Trên tàu này đầy ắp vong linh oán thần, tao phải trừ khử chúng nó. Ông bị điên hả Năm Chà? Ông nghĩ mình là thầy bùa thầy pháp tiền sao? Ông chỉ là cái đứa lừa đảo dẻo miệng kiếm tiền thôi. Bà im đi. Nói rồi, ông Năm tiếp tục đẩy ngã bà Năm lăn mấy vòng trên đất. Bây giờ Văn Khoa từ đầu chạy đến, thấy cha mẹ hoảng loạn mới can ngăn, nhưng xem ra cha anh vẫn cực kỳ cương quyết. Còn tránh ra cho ta làm việc. Trời ơi, dừng lại đi, chứ đang làm gì vậy? Tất cả những người sống sót trên tàu này một lần nữa tề tụ đông đủ. Chỉ trừ có Hoàng An đang bất tỉnh mà thôi. Hoài Thu toàn chạy lại đỡ bà Năm cùng với Văn Khoa, nhưng bị Hoàng Mai ngăn lại. Từ từ, cứ chờ xem tình hình thế nào đã, để gia đình họ tự xử lý trước đi. Khi nào cần á, hãy vào sau. Văn Khoa tiếp tục nói. Trời, chứ đừng làm trò này trò nọ nữa, không có tác dụng đâu. Mày để yên cho tao. Dứt lời, Năm Chà chấp hai tay và bắt đầu lăm râm cái gì đó trong miệng. Sau đó cho tay vào cái bình trước mắt, bắt đầu bóc một nắm bột trắng ném về phía mấy con hình nhân. Ông trợn mắt lên nhìn chúng nó, chẳng có gì xảy ra hết. Năm Chà lại tiếp tục nhắm mắt, niệm chú và tiếp tục ném nắm bột, nhưng kết quả vẫn thế, không có chuyện gì khác thường xảy ra. Cha ơi, cha dừng lại đi cha. Mày im đi. Tất cả mọi người đều giáo giác, họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía gia đình Năm Chà đang đấu khẩu. Duy chỉ có anh Đào là ánh mắt vẫn tập trung vào cái bàn phép của ông Năm Chà. Đôi mắt cô mở to, đồng tử rung lên như chăm chú quan sát, nét mặt căng thẳng vô cùng. Và bất chợt ngay lúc này, ánh đèn điện vụt tắt, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Nhưng đột nhiên, hai cây đèn cầy trên bàn tự động cháy sáng. Mọi người ai nấy đều hoảng hồn nắm lấy tay nhau, đứng nép sát vào trong tường. Cút hết đi, cút hết đi. Năm Chà hét lên, tay vung bột liên tục. Đôi mắt ông ta cũng lạc thần không kém. Hình như chính lão cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải. Nhưng lão cứ làm, cứ hét lên như thế, cứ vung bột tứ tung, và rồi mấy con hình nhân kia đứng dậy, cả thể 4 con bằng rơm đứng vững trên hai chân.
có tiếng cười khúc khích ở đâu vang lên. Mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều nghe thấy có tiếng trẻ con cười, xong rồi lại khóc, và tiếng bước chân cầm cập. Kìa, Tùng ơi, mày nhìn phía nhà bếp kìa. Hoàng Mai đưa tay, run run chỉ về phía xa, nơi có bóng một thằng nhóc mặc áo trắng quần đen đang cầm con dao chạy vòng quanh cái bục rửa tay. Nó đang nhăm nhe hàm răng nanh nhọn hoắt mà cười lên trước đít. Ma, có ma, là ma đó. Trong đêm tối, những bóng ma lẫn vẫn chạy nhẫn nhơ xung quanh nhóm người sống. Bọn họ đứng nép vào nhau, giáo giác nhìn khắp nơi để đề phòng. Nhỡ khi từ trong góc tối nào đó, có đứa con nít nhảy sổ ra vồ lấy họ rồi kéo vào trong màn đêm, thì chắc đứng tim mà chết. Chúng mày quýt hết cho tao, lũ vong kia. Cha ơi, cha đừng làm con sợ, cha ơi. Nam Trà vẫn tiếp tục la hét, ném tứ tung đống bột vào mấy con hình nhân. Và rồi tự nhiên đầu của mấy con hình nhân bốc cháy dữ dội, xong lại ngã ngược ra phía sau. Nam Trà trố mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bất ngờ chúng nó lại dựng đứng lên một lần nữa. Cứ như thế, nằm xuống rồi lại đứng lên, như thể có hai người vô hình nào đó, một người xô, một người dựng. Cứ vậy mà cảnh tượng khó hiểu diễn ra trong suốt mấy phút đồng hồ. Ông ơi, tôi sợ quá ông ơi, ông dừng lại đi ông ơi. Bà im đi. Nam Trà lùi về phía sau, mặt ông hoàn toàn lạc thần trước cảnh mấy con hình nhân của chính ông đang mất kiểm soát. Tuy nhiên đôi tay của Nam Trà vẫn áp chặt vào nhau, không dám buông ra. Ông ơi, bỏ hết đi ông ơi, tôi sợ, tôi chỉ còn sợ quá ông ơi. Tôi... Cha ơi! Sắc mặt của Nam Trà ngày càng tệ hơn. Người ông run lên bần bật, máu mũi bắt đầu rỉ ra. Cha xin lỗi. Xin lỗi con. Mong con với mẹ sống thiệt là tốt. Dù mày không phải là con ruột của cha, Nhưng cha thương mày. Dứt lời, bốn con hình nhân trên bàn bốc cháy nghìn nghịch. Máu từ mũi và miệng của Nam Trà tuôn ra xối xả. Hai cánh tay như bị một lực đẩy hất văng sang hai bên rồi ông té ngược về phía sau, đập mạnh đầu xuống đất. Cha ơi! Nam Trà, chết rồi. Anh Đào ơi, cô sao vậy anh Đào? Anh Đào ngồi thụp mặt xuống đất, đầu dựa vào tường thở dốc. Tự nhiên tôi chóng mặt quá, đỡ tôi về phòng với. Cô không sao chứ? Một giọng đàn ông cất lên từ sau lưng cả bọn, là Mạnh Đạt. Anh ta đưa tay đỡ lấy anh Đào. Tôi đưa cô lên phòng. Thôi, để Mai với Thu dìu tôi là được rồi. Hồi nãy giờ anh đi đâu đấy? Đạt giáo giác nhìn xung quanh rồi cúi sát người anh Đào, kính kẻ nhét một vật nào đó vào túi xách nhỏ của cô. Cẩn thận với con nhỏ tóc vàng. Nói rồi, anh ta bỏ đi trước. Sau đó Hoàng Mai và Hoài Thu cũng dìu cô bạn ra thang máy rồi đi thẳng lên phòng, để lại sau lưng những lời khóc lóc, oán thang bên cạnh thi thể bất động của ông Nam Trà. Anh ta đưa cho cô gì đó? Đào móc từ trong túi ra, có một mẫu giấy đã nhàu nát và một cái vật gì đó hình tròn. Hoài Thu cầm lấy vật đó, ngắm nghía một lúc thì sắc mặt cô biến đổi. Đây có phải là cái bông tai của Diễm My không? Sao nó lại ở trong tay của Mạnh Đạt? Mày coi nè, nó còn dính cả máu nữa nè, coi đi. Về còn mảnh giấy, trong đó viết gì vậy? Hoàng Mai cầm mảnh giấy, trên đó viết ba chữ DHH. Hình như tờ giấy này được xé từ một cuốn sách. Mày có nhớ cuốn sách bìa trắng trong phòng thuyền trưởng không? Cái trang cuối cùng đã bị mất. Có phải chính là nó không? Tờ giấy này nè. Đúng là nó rồi, cứ thử ghép vô là biết liền gì. Nè, thấy chưa?
khớp luôn, chính là nó rồi, đúng là trang cuối cùng của cuốn sách rồi. Có tiếng gõ cửa phòng. Hoài Thu bước xuống giường, tiến lại lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Có người đang đứng bên kia. Là Mạnh Đạt đó. Thu mở cửa và hỏi: Anh đến đây có chuyện gì vậy? Đạt không trả lời mà tông thẳng vào trong, nhanh tay đóng chặt cửa lại. Ơ hay. Xin lỗi, nhưng tôi sợ có người phát hiện. Anh Đào lên tiếng. Sẵn hay tôi cũng đang tính đi tìm anh. Tất cả những thứ này là sao? Đạt cởi mũ choàng rồi ngồi xuống cái ghế salon. Tất cả ánh nhìn đều hướng về anh ta chờ đợi một lời giải thích. Chúng tôi được mật tin đến đây để tìm hiểu về con tàu Hoa Sen. Nguồn tin mật cho hay là con tàu này sẽ xảy ra chuyện. Và chuyện gì thì chắc là các cô cũng biết rồi đó. Chuyện đó tôi đã nói cho bọn họ nghe rồi nên anh không cần phải giải thích lại đâu. Mấy hôm nay tôi theo dõi tên chủ tịch Đoàn Hiếu Hải kia. Nhưng hắn có vẻ là người rất khéo léo. Hắn nghi ngờ tôi nên lúc nào cũng tìm cách cắt đuôi. Trưa nay có phải cô và Mai phát hiện là thằng Hải lẻn vào phòng Diễm My đúng không? Đúng, thì sao? Tôi đứng ở giữa cầu thang tầng 3 và sân thượng cũng thấy rõ chuyện đó. Nên lúc mà tất cả mọi người chạy xuống phòng tiệc chỗ Lão Năm Chài làm phép, tôi đã lẻn vào phòng của thằng Đoàn Hiếu Hải và phát hiện ra tờ giấy này. DHH, cô nghĩ xem là gì? Là viết tắt của Đoàn Hiếu Hải đúng không? Ừ. Ê nhưng mà khoan, là sao? Tôi vẫn chưa rõ lắm. Còn cái bông tai của con Mi nữa, tất cả có liên quan gì đến nhau? Hoài Thu lên tiếng hỏi thì Hoàng Mai giải thích. Để tôi đoán nha. Theo trình tự thời gian thì ban đầu anh chỉ theo dõi tên Hải. Sau đó anh tìm được chiếc bông tai của con Mi ở trong phòng ông thuyền trưởng nên mới theo dõi cả hai. Và sáng nay khi phát hiện chúng nó gặp nhau, anh đã xâm nhập và lấy được mảnh giấy này. Tôi nói thế có sai không? Chính xác là như vậy. Cô quả thật là thông minh đó. Hoàng Mai nói tiếp. DHH, ba từ này được viết bằng máu, chính là máu của ông thuyền trưởng nhằm tố giác tên Hải. Chính hắn đã giết ông ta, nhưng vô tình bằng cách nào đó, con Mi nó phát hiện được. Nó xé tờ giấy này ra và đem đến cho Hiếu Hải. Nhưng do mọi chuyện gấp gáp quá nên Hải chưa kịp phi tang vật chứng. Tôi cũng nghĩ y chang vậy. Mạnh Đạt đồng tình. Thế ý mày, con Mi nó là tử thần thiệt sao? Xét hiện tại thì con tóc vàng có thể là tử thần hoặc là kẻ phản bội. Nói chung chỉ cần giết nó và thằng Hải là kết thúc mọi chuyện. Nhưng mà nếu như vậy, sao hôm qua nó lại tình nguyện đi giết bà Quyên cơ chứ? Đặt ta là nó thì ta cũng không thể từ chối được. Vì từ đầu đến giờ nó có đòi giết hết người này đến người kia. Bây giờ mình chỉ điểm cho nó, nếu nó mà từ chối thì có phải sẽ bại lộ thân phận không? Nếu mà ráp hết tất cả các sự việc lại thì đúng mẹ là nó và thằng Hải thì còn gì nữa. Mà nhớ hôm qua Văn Khoa với Minh Hoàng nói gì không? Đạt lên tiếng hỏi. Văn Khoa với Minh Hoàng, hai thằng đó nói gì với nhau? Hoài Thu vội kể lại cuộc hội thoại mà anh Đào nghe lén được ở phòng tranh cho Mạnh Đạt và cả giấc mơ điềm báo của Mai. Anh ta chặt lưỡi. Bao nhiêu người nói thì khó mà sai lắm. Mà nếu là cô ta thì giấc mơ điềm báo của Hoàng Mai cũng đúng luôn. Người mang hai bộ mặt, hai thân phận thì quá đúng là con nhỏ tóc vàng rồi còn gì. Mặt thì khóc lóc giả bộ sợ chết. Một bộ mặt khác thì cấu kết với thằng Hải hại người. Bọn chó này! Mạnh Đạt tức giận, lấy tay đập bàn. Lúc này, Hoàng Mai mới lên tiếng. Nhưng ta vẫn cảm thấy là nó hơi lấn cấn ở chỗ nào đó. Nếu như mà... Mai vừa định nói thì Đạt ngắt lời. Có một cách này dễ lắm, chúng ta khỏi phải suy nghĩ. Cách gì? Một lát nữa, tôi sẽ giả vờ đánh rơi chiếc bông tai dính đầy máu này trước mặt của Diễm My. Tôi cam đoan cô ta mà thấy thì kiểu gì tối nay cũng tự tìm đến phòng tôi mà ra tay bịt đầu mối. Không ai biết chuyện cô ta với Hiếu Hải, mà giờ còn biết tôi nhặt được tang vật cô ta đánh rơi, thì... Anh có chắc là hung thủ sẽ đến chứ? Sẽ đến, nhưng không đến một mình đâu. Có khi lại câu được cả hai con cá đó chứ. Bốn người bọn họ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, coi như là đồng ý với kế hoạch mà Mạnh Đạt vạch ra. Sau đó anh ta rời khỏi phòng, không quên dặn dò mấy câu và đi thẳng xuống dưới phòng tiệc chung. Xác của Năm Chà đã được đưa đi từ lúc nào,
Đạt lấy một lần hai ba chai rượu để trước mặt và cứ thế uống. Uống một mạch từ lúc trời chiều đến khoảng 7-8 giờ tối thì loạng choạng trở về phòng. Chiếc bông tai dính máu đã được thả xuống sàn và đúng như kế hoạch, Diễm My đã nhìn thấy nó. Mạnh Đạt gõ cửa 3 lần, mỗi lần 3 tiếng và sau đó móc chìa khóa mở cửa rồi lao thẳng lên giường nằm. Đồ đạc giày dép vẫn y nguyên, sấm chớp đi đùng đánh bên ngoài. Mưa giông làm cánh cửa sổ khép hờ buông ra. Nước mưa cộng với gió lùa thốc thẳng vào người của Mạnh Đạt, nhưng anh ta vẫn không động đậy. Bất ngờ, có tiếng ai đó tra thẻ vào ổ khóa từ, cửa mở ra kẽo kẹt. Hai kẻ bịt mặt choàng khăn tiến vào bên trong, tay chúng cầm con dao thái lan sắc lẹm chú ý quan sát xung quanh, xem Mạnh Đạt đã say giấc hay là vẫn còn tỉnh. Hắn say giấc rồi, ra tay đi. Tên đầu tiên lên tiếng đến gần sát bên giường, vung lưỡi dao lên đâm một phát chí tử vào lưng Đạt, thì bất ngờ anh ta ngồi dậy, bẻ hướng khiến cho mũi dao quay ngược về phía sau và cắm thẳng vào tim kẻ đồng phạm. Một tiếng thét thất thanh, tên cầm đầu bỏ chạy để mặc đồng bọn với nhát dao đoạt mạng. Từ trong tủ quần áo và phòng tắm, Hoài Thu, Hoàng Mai và anh Đào túa ra bên ngoài. Mạnh Đạt toan dí theo tên kia, nhưng kẻ bị đâm nắm chặt lấy hai chân của anh ta. Thằng chó này, mày. Trời ơi, cái giọng đó chính là giọng của Diễm My. Đúng là nó thật rồi. Tức thiệt, để cái thằng kia chạy mất rồi. Mạnh Đạt tức giận, dùng sức đá cái xác không hồn kia ra xa. Trời ơi, đừng mà. Hoài Thu và Hoàng Mai thét lên rồi chạy lại ôm cô bạn mình. My ơi, My ơi. Diễm My, một trong bộ ba bạn thân, giờ đã hồn lìa khỏi xác. Máu từ lòng ngực cứ thế mà chảy ra ướt hết cả đôi bàn tay của Mai. My ơi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? My ơi. Chuyện không ai mong muốn. Lúc chiều khi ngồi nghe kế hoạch của Đạt, hai cô gái cứ mong là anh ta đoán nhầm, dù chỉ có 1% cũng mong là nhầm, vì nếu đúng thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Hai cô thôi đi. Mạnh Đạt lạnh lùng nói. À không chết thì hai cô chết, nếu thương bạn thế thì hai cô đã giết đi. Sao anh có thể lạnh lùng như vậy? Mai hét lên. Đây là sự thật, sự thật tàn khốc đến nhẫn tâm. Mày không chết thì tao chết, có vậy thôi. Anh Đào đứng sững người ở đó, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên cao để tránh nước mắt rơi xuống. Cảnh chia ly mấy ai không đau lòng, sinh lão bệnh tử thì đã đành, nhưng phải chia ly âm dương một cách như thế này thì quả thực là. Nhưng thôi, âu cũng là vòng quay số mệnh, cái chết đến có mấy ai ngờ. Đạt bước ra bên ngoài, tiến thẳng về phía phòng của Đoàn Hiếu Hải, tra chìa khóa vạn năng vào thì trong phòng trống trơn, không có lấy một bóng người. Lúc này, anh Đào cũng chạy sang đến nơi. Sao, có tìm được không? Không, nó trốn rồi. Mà này, xác con mì thế nào? Thế nào là thế nào? Đạt đưa tay chỉ lên miệng làm dấu. Miệng vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì hết. Thế con đó chính là kẻ phản bội. Còn thằng chó Hải kia, hắn chính là tên tử thần cuối cùng. Vừa rồi Nguyễn Nguyễn mới đọc xong cho các bạn nghe chương thứ 3, lễ cúng vong của ông Năm Trà, trong phần 2 trò chơi sinh tồn thuộc bộ truyện Câu Chuyện của Quỷ ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn cũng đừng quên là để lại ý kiến của các bạn bên phần bình luận bên dưới. Và tất cả những cái lượt tương tác đó là cái niềm ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn rất là lớn ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.